Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, đại diện tòa án nhân dân quận 10 đã thông tin về việc giải quyết việc thi hành án hình phạt tù đối với Nguyễn Xuân Hương Trang, tên thường gọi là Trang Nemo. Tòa án nhân dân quận 10 cho biết đã ra thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Trang Nemo, Hôm qua 26 tháng 2, Chan Nemo cũng đã nhận được thông báo. Theo đó, tòa án nhân dân quận 10 đã không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án tù và đã có thông báo thi hành quyết định thi hành án đối với Chan Nemo. Đây là vụ án được dư luận quan tâm do bị cáo Chan Nemo là một người nổi tiếng trên mạng. Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Chan Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Chan Nemo để giải quyết. Chiều 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Chị Phạm Lệ Khanh bị Trang Nemo và nhân viên hành hung. Vụ án sau đó được công an khởi tố. Theo phiên xét xử phúc thẩm vào tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo Chan Nemo về tội gây dối trật tự công cộng theo hồ sơ chanemo có chỗ ở hiện tại ở đường Thành Thái phường 14 quận 10 vì vậy tòa án nhân dân quận 1 đã ủy thác cho tòa án nhân dân quận 10 để tiến hành các thủ tục ra quyết định thi hành án tính từ tháng 9 năm 2023 đến nay 27 tháng 2 năm 2024 đã gần 6 tháng nhưng chanemo vẫn chưa thi hành án 9 tháng tù theo diễn biến mà tòa án nhân dân quận 10 thông tin như sau ngày 8 tháng 11 năm 2023 Chan Nemo nộp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do là lao động duy nhất trong gia đình. Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Tránh án Tòa án Nhân dân quận 10 đã có thông báo trả lời không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù của người bị kết án Trang Nemo. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Trang Nemo có đơn khiếu nại đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với thông báo của Tránh án Tòa án Nhân dân quận 10 về việc không chấp hành đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù ngày 20 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời không chấp nhận khiếu nại của Trang Nemo và giữ nguyên thông báo của tránh án Tòa án Nhân dân quận 10. Ngày 23 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận 10 đã ra thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Trang Nemo. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, Trang Nemo đã nhận được thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù. Ngoài ra, theo phiên xét xử phúc thẩm tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trang, Phạm Quỳnh Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù và bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng.